Ok, chào anh em nha, mình là Craybatch. Hôm nay em tiếp tục đến Pokemon Unite em ơi. Nếu em thấy hay thì một like, một share, một đăng ký hộ mình nha. Mình cảm ơn em rất nhiều. Mày quá anh em à, con gặp trên rừng đỡ khổ rồi. Chứ trận nào con gặp trên rừng là con rồi đấy. Rồi con Kindred nó bị ngáo luôn. Rồi gặp trên rừng nữa. Thế mình cũng chịu rồi, con Kindred nó trên rừng không được, nó bị ngáo luôn. Rồi cài thêm con Greninja nó chanh rừng tiếp. Nhí con sóc này cảm tử thế men, cảm tử thế men. Không ném được đâu, một con băng một con lửa sao mà ném được. Một con băng một con lửa nó bị có hiệu ứng ấy, nó ném không được đâu. Gì vậy thanh niên? Cho mình ai da. Từ từ. Né hay thế. Né kiểu hay thế men. Né kiểu hay thế, né kiểu hay thế. Này thì KS, này thì KS. Rồi cứ dưới toàn luôn. Tranh rừng xong nguyên tem thọt luôn anh em ạ. Nên giờ đâu có cấp đâu mà đánh. Tem này chưa đi farm thôi. Team này áp sau cần cấp, Greninja cần cấp, Dragon Knight cũng cần cấp. Chạy hộ. Làm gì? Ây da. Bạn ăn máu rồi bạn làm sao nữa? Bạn ăn máu rồi bạn chạy đâu cũng không thoát đâu bạn ơi. Sao lại gặp con sóc ở đây? Sóc cầm bùi xanh kìa. Đánh đâu thế? Con sóc này đánh đâu thế? Mình lanh lắm mọi người. Mình lanh tay lắm. Rồi yếu máu này bay vô đây mà húp. Ui bay vô húp thiệt kìa, nó bay vô húp thiệt kìa anh em ơi. Cái thế nhờ, nó bay vô húp thiệt. Có trụ cũng không ăn thua đâu, cái trụ cũng không thể cứu được. Toàn thế. Luồn cái dưới toàn quá. Lì thế thanh niên là lì thế, thanh niên sốc mà lì quá. Tự có người đằng sau kìa. Đáp xuống à. Chết kêu nó chứ đen thế. Còn kêu là ngon cơm mồi. Tem sắp xanh rồi em mà, tem mình chỉ cần cấp thôi. Có ai không? Không có ta lùm lem. Ngồi xuống dưới đấm nhậu luôn đi. Chứ cứ dưới toàn quá. Em đánh công ăn được kêu nói gì thế sao chơi, thế sao chơi. Chạy đâu bạn ơi, chạy đâu bạn ơi, nó trâu thế. Này thì trâu, này thì trâu, nghe nói bạn cũng trâu. Rồi nhặt ném đi. Thầy con Axo nó cầm cầu nhiều hơn mình ấy. Nên cho nó ném luôn. Thử để kêu đẩy này, gặp thanh niên nào ngáo ngáo thì đẩy ra anh em ạ. Lên trên này anh em ơi, lên trên này, lên trên bớt trên này. Chưa có người ăn, chưa có người ăn. Tìm đâu lên cái trên, đẩy cái trên này. Có người ăn bó trên kìa. Mấy tem gì trời. Ôi con boss nó vào kìa rồi, không ai ném được luôn. Con boss nó vào kìa, anh em đến bơm cam tử vào ném đi.
Con đường ra gần đây nó dùng ulti nó bay xuống anh em ơi, nó bay qua luôn. Đâu thế? Ra đâu thế? Còn đâu đây này? Thanh niên còn đâu đây này? Đào thế? Đá gì mà đâu thế? Ui xui, ngồi xong toàn luôn. Đi ném cầu đi bạn ơi, thanh niên Green Ninja full cầu mà toàn đi farm không vậy? Quái thế. Thề chán hết muốn nói luôn, thanh niên Green Ninja full cầu mà toàn là đi farm không à. Thấy không? Thế mà không thấy nữa. Này thì chạy. Chạy, chạy, làm sao? Nghe nói bạn cũng mạnh. Ui trời ơi, quái hai thanh niên. Một chấm nữa mà không ăn được cây thế nhỉ? Ui trời. Từ để mình có mình là ok hết. Cầu mình hồi nãy cầu mình nhiều quá trời. Tem thua cầu rồi. Tem đánh nãy giờ mà thua cầu. Thế nó mới đâu chứ. Cây cứu nhỏ tem gì mà thua cầu uống rồi. Thôi lên trên đi, lên trên đi. Lên trên đấm nhau này. Em nó đấm nó hay quá. Rồi ai cứu tôi, ai cứu tôi. Từ từ từ. Khó thế mới phải anh. Thề tìm đúng chén luôn, tìm đến nhau mà toàn ở nhà farm không à. Thế sao chơi? Tìm thế này thua đúng rồi. Tìm đâu lên phụ coi. Lên phụ có mấy thanh niên, ôi bất vào, nghe nó. Kỳ thế. Hơi bị cây cứu nha. Mình nên cảm thấy hơi bị cây cứu nha. Mình nên cảm thấy hơi bị cây cứu nha. Mày vẫn cày được boss ấy. Chứ tìm báo quá. Tìm báo quá trời. Ok win luôn anh em ơi. 7 năm khá xanh. Ok. Chào anh em nhé.